Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một phôi bẩm sậm trà phúc kiến nha. Cây này có quanh đây là chín nha. Cao cao không chín luôn. Còn cái tán ngang của nó là 20 nha anh chị cô chú. Tán ngang của nó là 20 nha. Chị chốt quá già luôn nha. Cộc cộc luôn. Đây bầu sơ dừa nha anh chị cô chú. Đây bầu sơ dừa nha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn.